Rồi. Bá sĩ là loa to lên. Ngồi với nhau trong này, nhìn mặt rõ như ban ngày, nhưng mà cớ sao không nói được mấy. Đôi bàn tay của em anh cố nắm cho chẳng thèm, mà cớ sao giật ra không thèm. Anh biết em định nói gì, xin hãy im lặng thôi, vì don't know why ước gì thời gian với em dài thêm tí nữa, con đường vắng kia biết đi về đâu. Dạo phố lang thang hoài, dừng lại trước khung cửa ấy, nơi này quá quen cho đôi mắt cay. Anh đi quanh chốn đây tìm em mà sao không thấy, chẳng đã đi lạc đến biết đâu đường ra. Em đã xa rời anh rồi, em bước đi thật xa rồi. Don't know why biết rằng trời đâu có mưa đằng sau lớp kính, bóng hình của em vẫn phai nhòe đi. Cái gì nhỉ? Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy ạ. Đúng rồi đấy.